Và nó sẽ có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm nữa về hai cây phô ha. Thì theo anh em được biết thì hai cây này thì tâm nó sẽ khác nhau. Đây, khi anh em sử dụng con phô con cần 36 thì anh em đang sử dụng những con phô phi. Đấy, còn anh em đang sử dụng những con phô 4x5, 5x4 thì anh em đang sử dụng con phô hú đấu. Chào tất cả anh em đến với kênh Kim Tuấn Fixing. Thì hôm nay mình đang ở Tây Nguyên anh em ha. Thì ở Tây Nguyên hiện tại mùa bây giờ thì gió thì rất là nhiều. Đây, gió và lớn nữa anh em ha. Đây, thì đang là rất là lạnh. Thì anh em nào đi cao thì nhớ chú ý là mình mặc thêm áo ấm để cho cơ thể nó sẽ ấm hơn ha. Cái mùa này gió và rất là lạnh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em là về hai cái loại phô chuyên đánh ca nhót anh em ha. Thì theo anh em được biết là một dòng hú đấu thì nó là một dòng mà cực kỳ đánh ca nhót rất là hiệu quả và dành cho những cái dòng sang hòn ha. Thì cũng còn một dòng nữa là dòng mà phô cỏ nè, củ cỏ hoặc là long cong cũng được anh em ha. Đây, con này là con đập ma, đây đập ma long cong anh em ha, và con này con hú đáo. Thì hơi dòng phô này là đều là hơi dòng phô đánh cá nhót. Vì sau thì mình không không sử dụng một con phô chung đây cho nó đỡ tốn tiền anh em ha, đỡ tốn chi phí thì mà mình phải dùng riêng đây từng loại. Thì hai loại phô này nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm như thế nào đây, và mình sẽ phân tích cho anh em luôn ha. Chỉ hơi con phô này nên đánh những trong cái trường hợp nào sử dụng con phô hố đáo, và trong những cái trường hợp nào mà sử dụng con phô chuyên phi ha, chuyên phi cá điếm ấy. Thì cái này là cái kinh nghiệm của mình ha. Đây, mình muốn chia sẻ cho một số anh em nào mà chưa biết, và những anh em nào biết rồi thì cũng có thể vào xem tham khảo ha. Và anh em xem video thì nhớ cũng cho mình một cái like và đăng ký kênh để giúp kênh mình phát triển thêm, cũng như là biết được những cái cách nào mình chia sẻ cho anh em hiệu quả nhất ha. Trong nhiều lần mình đã trải nghiệm và đã đánh thử xem hơi cay này thì hai cây này là đều có ưu điểm và nhược điểm riêng ha. Riêng cây hú đáo thì nó sẽ không dùng chì ha, còn cây phô cá điếm này thì nó sẽ dùng chì, nó ăn chì rất là nhẹ nhưng mà nó vẫn dùng chì. Đấy, thì trong cái trường hợp nào mình đang sử dụng con hú đáo và trong cái trường hợp nào mình đang cái sử dụng cái con phô phi phi điếm anh em ha. Anh em biết rồi đấy, khi mà không sử dụng chì á thì anh em vê mồi thì nó sẽ rơi mồi xuống, và cái phô này nó đã tự căng sản cho mình là 3 nấc rồi anh em à. Đây, nó xuống nước tầm bao nhiêu đây, đây đây anh em à. Và khi mồi xuống ấy, thì nó sẽ chạm đáy, tùy theo mình sang cái vạch câu thấp và mình sẽ chừa là bao nhiêu vạch anh em ha. Đó, thì con phô này là nó đặc biệt là nó không dùng chì, để chỉ có mồi với lại là dây đường dây trục anh em ha, thì nó sẽ chìm dưới đáy luôn. Đây, và mình chỉ có việc sang cái hoặc chặn phô lên để cho nó phù hợp với cái địa hình mình cao thôi. Chính vì vậy á thì cái con phô này khi mình đánh những cái trời sóng gió đó thì nó sẽ hơi trôi, đây nó hơi trôi đi xa, thì nó sẽ không nằm ổn định một cái vị trí. Khi anh em cao thì nó sẽ rất là khó chịu vì nó không nằm ngay ủ mồi vậy, và cái cá vô giữa thì nó sẽ khó bắt nhịp nhịp và ăn mồi. Cái con phô diêu hồng này á thì nó ăn chì,
thì nó sẽ có một cái gọi là nó nạn và nó sẽ giữ lại được ở một phần ở trong trong nước đây, cho nên là cái độ trôi của nó thì nó sẽ hạn chế hơn con phôi khô đáo anh em ha. Và nó sẽ có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm nữa về hai cây phôi ha. Thì theo anh em được biết thì hai cây này thì tam sẽ khác nhau đây. Thì anh em sử dụng con phô con cần 36 thì anh em đang sử dụng những con phô phô này, con phô an phi đấy. Còn anh em đang sử dụng những con phô 4x5, 5x4 thì anh em đang sử dụng con phô hố đáo, bởi vì khi anh em đánh xa bờ thì nó có thể sao hơn đấy. Và con phô này thì anh em đang sử dụng cho dòng nước sâu đây đây, và con phô này anh em đang sử dụng cho những dòng nước cạn nông đấy. Cái đó là một cái số, một cái ưu điểm và nhược điểm của hai con phô này của từng loại cá ha. Nếu mà cái con hố đáo này anh em đánh phôm chép thì đánh xa thì nó cũng khá ổn đây, bởi vì nó nhẹ và tín hiệu của nó thì rất là nhạy ha đây. Còn riêng về con phô điếm này cũng thế, phi điếm này cũng thế, thì nó cũng sẽ rất là nhạy anh em ha. Nhưng mà anh em đánh tầm cần ngán, cần ngán thì nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì ngán thì nước sẽ cọn, không nên dùng con phô giờ. Thì nếu giờ dùng con phô giờ thì nó sẽ hơi bị rối cước đây. Cái video của mình đến đây cũng xin kết thúc ở đêm ha. Và anh em nào xem cái video của mình thấy hay, hữu ích thì cho mình xin một like, đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ cái video của mình cho mọi người cùng xem anh em. Vâng, và xin chào và hẹn anh em tại các video lần sau ha. Bye bye anh em.